Thank you.
Everything's happy. Xe để đâu? Để ngõ bên cạnh thôi. À, đây. Sắp sắp ngõ mình. Bộ cầu kỳ đặt cái này từ đâu hả cô? Đặt ở những cái bọn mà nó bán. Có ấy. Cô lo cô rửa bằng cái nước gì đấy ạ? Nước giấm đấy. Giấm. Nên nó mới trắng. Giấm nó mới trắng, nó đỡ mùi hôi. Cháu bé. Em lên cháu bé. Nay vừa mấy tuổi rồi? Mười tuổi. Cháu 2 mấy. Cháu 2 mấy tuổi rồi. Kỹ sư xây dựng đây ạ. Cháu 2, 6 tuổi rồi đây. Sáu rồi à? Trông 16 tuổi. Thế á? Thật không ấy? Quân này là con trai, còn đây là cô bé này, là cô đến cô mua hàng đây này. Quân bán cái này này. Đấy. Họa cụ. Chúng ta phẳng đấy. Dạ. Có, làm sao nó làm kỹ này được. Vạch đôi ra rửa để. Ui giời. Rồi. Chút nữa mình phải cắt hết cái này ra ấy. Bên trong nó mới ấy được. Trong cái gì? Thì mới rửa bên trong được ạ? À? Quen làm gà biết nhờ. Đúng rồi, kiểu như làm gà làm bít ít. Bánh như ra. Học tay vào đi rửa. Để nó sạch. Mềm nhũn luôn. Thank you.
này giòn phải biết này. Giòn cả sợ. Cay không? Sốt. Bạn thấy không? Đợi cắt ra thôi. Rất ngon. Người ta xem đi. Miếng đây, hồng hồng. Ăn kèm với miếng chuối đấy. Miếng chuối với miếng khế đấy. Đó. Ngon đấy. Cảm ơn ngoài nhé. Mời cả nhà. Mình bị đồng hơi bị dừ. Nó dừ cái gì dừ. Nó bò nó hơi giòn hơn một tí. Này mềm. Sốt này, sốt vang này cũng ngon này.